Rồi, chào em. Chào anh. Chào anh. Từ trước đến giờ có bao giờ có bạn gái chưa? Từ trước giờ thì em chưa có bạn gái, nhưng mà em nói chung là cũng yêu yêu thầm và cũng tán tỉnh một số bạn gái, Rồi. và cũng chưa bao giờ ý định là mình sẽ yêu một bạn nam, có ý định là thích một bạn nam nào đó. Đúng rồi. Chắc chắn là em cũng chưa có cái trải nghiệm tình dục với bạn nữ đúng không? Yêu mình Đúng còn rồi chưa ạ. có. Em nó giống như một người này này. Đang đói, thế xong rồi đáng lẽ thì bình thường thì chờ đến lúc ăn cơm thì sẽ được ăn cơm, nhưng mà vì cơm chưa có thì có người nhét cho mình củ khoai, thế là mình ăn củ khoai xong mình thấy cũng ấm bụng, cũng thấy đỡ đói, thế và sau đấy thì mình thấy là chả cần cơm nữa, nhìn thấy cơm cứ vì vì hơi hơi lưng lửng dạ rồi mà, cho nên không cần cơm nữa. Thế nhưng mà thật ra thì vì mình chưa ăn, chứ còn người ăn rồi có khi thấy cơm ngon thế. Trước đây cứ tưởng là khoai là ngon nhất của đất, hóa ra cơm còn ngon hơn. Trong đầu mình thì một bên thì có cái ấn tượng, một bên là với bạn khác giới thì mình chưa hề có trải nghiệm gì, thành ra rất là để khó để so sánh rằng là mình có cái xu hướng nào mạnh hơn, tốt hơn. Đặc biệt là thế này, nếu như đây là ví dụ nhé, em cũng là người đồng tính thật, em chả gọi điện hỏi nữa đâu, em sẽ cũng giống như là được người khơi gợi rồi, xong rồi mình mới nhận ra giới tính thật của mình, rồi mình sẽ Đôi lúc em cũng nghĩ như thế. và người ta sẽ âm thầm mà tìm bạn này, rồi duy trì các mối quan hệ nó hơi bí mật một chút, miễn là mình thích. Nhưng mà trong lòng em có cái người mà đã lo thì là nghĩa là người ta không thỏa mãn với cái của người ta. Ở cái tuổi 18, 19 thì thật ra ai mà cứ sờ soạng ôm ấp mình, kích thích nghịch ngợm mình thì mình cũng thích. Đó, nói tóm lại như thế đúng không? Thế, thế mà một bên thì cho mình được cái cảm giác, một bên thì mình chưa có thì mình nghĩ thế này thế khác thôi. Em học đi, tập trung vào học tập rồi mình... Trước tiên em cũng suy nghĩ là mình sẽ từ bỏ cái này, mình có thể được có một cái gia đình, có thể lấy vợ bình thường như mọi người. Nhưng bây giờ em cái càng ngày em càng suy nghĩ em mà càng khác đi, có thể là mình không lấy vợ hoặc cũng chẳng cần, để không 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 cần bình thường nữa. Không cần bình thường nữa, tức là thôi mình cứ đi Cái này thôi, đã cái thế này này, cứ do thế cứ nói chung là túc mình cảm thấy ok và vui là được rồi ạ. túc. Thế cũng được, đấy là quyết định của em. Thế nhưng Thế thì mà em có suy nghĩ, bây giờ hiện tại em có suy nghĩ như thế, nhưng mà em không biết là mình vẫn đang phân vân ấy, không biết là mình nên thế nào. bởi vì em phân vân, bởi vì em chưa xác định được, quyết định được chính là mình nó là thật hay là nó chỉ là ở cái cảm xúc cảm giác riêng. Anh ấy nói là thế này này, một người người ta ăn cả mì rồi cả bún cả phở thì rồi cuối cùng người ta mới nhận ra rằng là à người ta hợp với phở, còn của em thì đang đói đang khát người ta cho ăn cái gì thì ăn và nghĩ rằng cái đó là nhất rồi, xong rồi cuối cùng thì nghĩ rằng cả đời cứ ăn phở cũng được mà quên rằng là à còn bún còn miến còn cơm cũng rất là ngon. Em lại cũng còn trẻ nữa, vì cái gọi là cái va đập va chạm của mình nó cũng chưa nhiều, đặc biệt là với những cái bạn khác giới. Vì em cũng thấy có một vài bạn nữ cũng nhắn tin, cũng có vẻ mở cửa cho em nhỉ, nhưng mà em vẫn chưa sẵn sàng nhỉ. Bây giờ mình đừng nghĩ đến cái chuyện là tình dục. Mình cứ nghĩ rằng là một con người dù là đàn ông hay phụ nữ thì cũng cần có cả bạn khác giới, cả bạn cùng giới. Cô nào đó cố nhắn tin mở đường hay là bật đèn xanh, mình cũng cứ kết thân kết chơi với các bạn ấy cũng có làm sao đâu. Thế rồi mình nôm na là đi vào cái thế giới của các bạn ấy. Và chúng ta tìm ra giới tính của mình khi nằm trong với các đối tác đúng không? Và nếu như mà mình đã cũng đấy cũng cố gắng rất là nhiều ở chơi với lại mấy bạn gái, thậm chí cũng đã cố yêu người A người B, thậm chí cũng đã có những tình huống là trải nghiệm tình dục rồi, nhưng mà chợt nhận ra rằng thì rằng là mà không gì có thể mang lại cái vui vẻ hạnh phúc như là với bạn cùng giới, lúc đấy kết luận chưa muộn mà. Nhá, chứ đừng đừng có kết luận là bây giờ thôi nữ không chơi nữa, cứ thế này cũng vui rồi. Thật sự ra là nếu là người đồng tính thì không có gì sai, tuy nhiên hỏi hiện nay là các bạn ấy rất là vất vả và rất khổ đấy, chắc là em cũng 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 biết đúng không? Đừng có kết luận vội và đừng có khẳng định rằng mình chỉ thế này và không thế kia. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Cảm ơn chương trình ạ. Vâng, chào bạn. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Bình Thuận.
Alo. Alo, chào chị ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Dạ, em muốn hỏi là em bị gãy chân á. Vâng. Dạ, em muốn hỏi là như em bị gãy chân như vậy, chuyện quan hệ vợ chồng có được không ạ? Vâng. Câu hỏi của bạn thì chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Chị chào em. Dạ, chào bác sĩ ạ. Ừ, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi em? Em 30 rồi. À, em bị gãy chân là do tai nạn à? Dạ, đúng rồi ạ. Ừ, lâu chưa em? Dạ, cũng được 2 tháng rồi ạ. Ừ. Hiện nay thì đã tháo bột chưa? Xương đã can tốt chưa em? Chụp lại dạ, chưa? Dạ, em phẫu thuật ạ. À, phải phẫu thuật, có phải đóng đinh không? Dạ, có ạ. Ừ. Thế thì bây giờ thì em đã như dùng nạng có thể di chuyển được chưa? Dạ, được. Em đi đứng rồi cũng gần bình thường rồi. Ừ, thế tốt rồi. Ừ. May mà mình còn trẻ cho nên là cái quá trình liền xương nó cũng tốt đấy. Thế có điều là mình phải đóng đinh ý, thì mình cũng phải rất là thận trọng. Kể cả việc em đi lại, rồi là việc mình vận động hay là lao động, là mình cũng phải thận trọng, đừng để cho nó bị chấn thương lại. Hoặc là cái quá trình liền xương nó không tốt ý, thì sau này nó sẽ để lại cái di chứng cho em, thì sẽ rất là vất vả nhá. Ăn uống, dinh dưỡng cũng phải rất là chú ý. Có điều kiện thì có thể ăn thêm hoặc là bổ sung các cái chất mà nó có nhiều canxi ấy, để cho nó giúp cho cái quá trình liền xương nó tốt. Bây giờ cái việc kia rất là quan trọng đúng không? Và cảm thấy rất là lo. Nếu mình thì thực sự thì hai vợ chắc là vợ cũng thông cảm thôi, cũng không có ý kiến gì đâu đúng không? Ừ. Cái việc đó nó hoàn toàn tùy thuộc vào cái sức khỏe của em nhá. Ừ. Sức khỏe của em thì bình thường à. Ừ, em vẫn có thể thực hiện được cái việc đấy. Tất nhiên là nó ở những cái tư thế nó không thể thuận lợi như trước kia được, đúng không? Mình có thể lựa chọn những cái tư thế mà nó ít sang chấn cho cái chân của em ý. Nó ít tì đè nhất lên đấy và nó không ảnh hưởng đến cái chân của em là được. Thế còn chị không hiểu là em lo lắng cho cái chân hay là em lo lắng là cái việc ấy nó sẽ làm em mất sức, hay là nó sẽ làm giảm cái sức đề kháng của em hay là như thế nào? Dạ, tại có nhiều người lắm, nhiều người nói là kêu bị gãy chân là không nên quan hệ vợ chồng, nếu như không là sẽ bị cưa chân à. Không phải, nhiều người ta chẳng quan hệ vợ chồng mà nếu người ta giữ gìn không tốt hoặc là nó bị nhiễm trùng thì người ta vẫn phải cưa chân mà. Nhá, ngược lại, kể cả khi em có quan hệ tình dục này, em cảm thấy thoải mái, đời sống thoải mái, có khi là người mình nó sảng khoái hơn, mình lại cảm thấy vui vẻ hơn, mình lại thấy khỏe hơn ý. Kể cả khi mà em quan hệ tình dục, nếu nó phù hợp, nó còn sản xuất ra những cái chất mà nó làm cho em thấy hưng phấn, hoặc là em thấy khỏe hơn mà. Nó không có, cái chuyện đấy, nó hai cái đấy nó không có liên quan gì đến nhau cả. Chuyện em quan hệ tình dục ấy, nó chẳng mang mầm bệnh, nó chẳng mang cái gì mà phải cưa chân của em. Có điều như chị đã nói rồi là mình phải chọn những cái tư thế đừng làm ảnh hưởng đến cái chân bị gãy nhá. Ừ, không sao đâu nhá. Ừ. Vâng. Hợp tác tốt với vợ, lựa chọn những cái tư thế thuận lợi, không có việc gì cả nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Bạn yên tâm rồi chứ ạ? Vâng, chào bạn, cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Để được tư vấn miễn phí trong chương trình và trên trang web www.cuasotinhyeu.vn, các bạn hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 024-7307-0707 vào tất cả các ngày trong tuần. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Quảng Trị. Dạ, alo. Alo, chào chương trình ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Chị cũng xây dựng gia đình, sinh được 3 đứa con. Nhưng mà trong 16 năm là chồng chị nó rơi vào cái tệ nạn là rượu chè gái gú, thì cũng bỏ rơi mẹ con trong cái thời điểm là chị nhận được nhiệm vụ đi công tác bên Lào 3 năm. Thì chồng chị và bản thân của chị là chúng nó theo nhau cho đến bây giờ, nó đi biển biệt, nó bỏ mẹ con 16 năm rồi. Giờ thì một mình chị cũng dắt dìu các cháu đến nơi đến chốn rồi, nhưng mà giờ thì ông là giống như phiêu bạt đến khổ sở. Mà giờ ông lại lâm vào cái bệnh nặng mà ông không thay đổi được cái bản chất. Mà giờ chị không biết làm như thế nào, mà các con chị thì giờ nó vất vả với bố nó, chị không biết làm thế nào để cho nó đúng.
Vâng, câu chuyện của chị thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình, sẽ có những cái lời khuyên cho chị nhé. Rồi, xin chào. Chào anh Đoàn ạ. Mình đã chịu quá nhiều vất vả, mình cũng đã cố gắng là dắt díu nuôi các cháu trưởng thành, nghĩ rằng mọi sự nó qua, nhưng bây giờ thì nó lại xảy ra một cái chuyện là ông ấy bị ốm, đúng không? Dạ. Xong ông ấy nằm một chỗ thì cái cô bạn thân kia nôm na là bồ bịch thì chả thấy đâu, lại quay trở về với vợ với con. Mà mình thì còn có tí nghĩa tí tình, các con thì bố nó cũng chẳng vứt đi được. Thế nhưng mà cuối cùng thì lúc còn trẻ thì đi cống hiến cho người khác, bây giờ già thì về làm khổ chúng nó, và mình cứ thấy mình xót con mình, đúng không? Giá như mà một người bố có trách nhiệm với vợ với con thì tất nhiên là sau này khi ốm khi đau khi già cả đã được nhận được cái sự chăm sóc của vợ của con là cái chuyện hoàn toàn xứng đáng. Nhưng mà đây ông không xứng đáng được nhận như thế. Thế nhưng mà lại không có cách nào, phải nhà mình cứ thấy mình khó chịu. 16 năm ông bỏ mẹ con với cái đồng lương của giáo viên rất là khổ. Mình cũng dìu dắt các cháu nên người, giờ chúng nó cũng là những cái công nhân có ích xã hội, nhưng mà cái đồng lương 3 đồng 3 cọc các cháu cũng còn rất là vất vả. Mà lại phải nhưng bây giờ người bố như vậy thì giờ tôi cũng không biết làm sao. Dù ra đi nữa thì tôi vẫn có cái cảm nghĩ, tôi nói với các cháu là một cái người điên mà họ còn tồn tại thì vẫn là người ba của các con. Nhưng giờ nhìn con nó như vậy tôi cũng biết làm thế nào, vì ông cũng đã ra tòa ly hôn rồi. Ông nói nếu không ly hôn thì ông cho thì chết, không ra chết, xong cũng ra sống. Theo yêu cầu của các cháu thì mẹ ly hôn ba đi để mẹ yên thế, yên tâm để công tác bị hành hạ nuôi các con. Này, thế bây giờ thì ba chúng nó bị bệnh gì? Giờ ông bị bệnh mù mắt đấy. Giờ ông đang ở trong đó thì nhờ những cái ông đi theo một cái con bồ nào ở cửa Việt của mình Giao Linh đấy. Rồi, thế thì tức là giờ ông bị bệnh thì con nó thả luôn, nhờ các con phải đi đón ông về để chăm ở trong Sài Gòn á. Thật ra đây có lẽ là câu chuyện buồn, và nó cũng là cái lời cảnh báo cho tất cả những người đàn ông khi còn tí sức tí khỏe, khi mình còn không sống tử tế, không vì vợ vì con. Rồi sau này nếu có nhận được tình thương yêu của vợ con thì cũng chỉ là sự bố thí, chứ không phải đấy là một sự báo đáp. Thế thì mình bây giờ mình có ở với đứa nào không? Mình dạ, đã nghỉ chưa? Hai cháu gái thì làm việc ở Sài Gòn, đã có gia đình, có nhà cửa. Còn cháu trai thì cũng vừa mới ra trường làm việc được biên chế chính thức được 2 tháng, cũng ở Sài Gòn. Giờ em thì em đang công tác ở cái hội người mù của huyện Giao Linh á, tỉnh Quảng Trị. Thì hiện tại thì ở một mình, nhưng rồi cũng phải dắt dìu các cháu ấy. Thôi thế này, mình nghĩ thế này đi cho nó đỡ nặng nề này. Đúng là cái ông ấy chắc cũng không sung sướng gì, lúc này ngồi ngẫm lại mới thấy rằng dại rồi. Nhưng con người ta khi lúc còn trẻ còn khỏe không nghĩ ra rằng là rồi đời mình sẽ có lúc như thế này. Thế bây giờ ông ngồi ông gặm nhấm, ông thấy sung sướng chưa, bồ bịch thì nó bỏ hết, cuối cùng lại quay trở lại với các con. Các con nó có không làm tổn thương bố, nó có chăm cho bố, thì rồi bố cũng ngồi đấy mà tự vấn lương tâm mình. Và rồi chắc những cái năm cuối đời này anh ấy sẽ ân hận. Mình cũng không cần phải đay nghiến gì hơn nữa. Cái thứ hai là mình có mừng một cái là thôi, mình là người phụ nữ, mình nuôi con mình. Thế mà các cháu, cái hoàn cảnh mà bố mẹ không hòa hợp, đã ly hôn, mà các con nó không giận người bố, nó không hận. Có nhiều người là bố mẹ nuôi nấng đàng hoàng đấy, cuối cùng công thành danh toại thì quay lại còn bạc đãi với bố mẹ. Nhưng con nhà mình nó không phải người như thế. Tất nhiên đó là cái công chăm sóc giáo dục của mình, và các cháu cũng là cái người biết nghĩ, dây bầu mang quả bầu, trẻ kệ cha già kệ con. Bố vợ chồng thì ly hôn nhau chứ không có ly hôn bố mẹ, không ly hôn con. Cho nên các cháu thì vẫn là con của bố, và bố thì vẫn là bố của các cháu. Nếu nó có chút nào đó mà nó làm ăn khấm khá, hoặc là nó không khấm khá nhưng nó có thể kêu mang được bố nó, mình cũng thấy mừng đi. Mừng ở một cái là các con nó đều trưởng thành và đều có biết nghĩ đến đạo lý,
Còn thì về phía mình thì mình giận lắm, giận không thể tả được, bởi vì ông ấy đáng lẽ phải phải chịu một cái hình phạt nào đó để mình mới bõ bè, mình mới xứng đáng rằng là nó sống một cách thiếu trách nhiệm, xong rồi bây giờ phải trả giá. Thế nhưng mà để làm cái gì, ông ấy chắc ngồi một chỗ bây giờ trẻ con nó chăm nó lo rồi, chưa chắc đã trụ được lâu, có lúc rồi lại còn có khi còn bỏ đi lang thang. Mình cũng lại ơn trời là cho mình có sức khỏe, có cái nghị lực để mình nuôi các cháu. Một mình mà ba đứa học mà đều giờ công thành danh toại mà lại còn đều công tác ở Sài Gòn, thì nói rằng là không phải nhà nào cũng được như thế. Thì mình hãy ơn trời cái đó, mình mừng cho cái đó đi. Thế còn thì mình cứ công tác ở cái chỗ hiện nay, chắc là cũng còn tự lập tự khỏe được. Tin tưởng rằng rồi mai ngày khi mình yếu hơn, mình không còn thể tham gia công việc công tác được nữa, thì mình sẽ quây quần bên con và các cháu nhá. Cảm ơn anh mà. Thôi mình chung tay với các con mà gieo một cái mầm mà gọi là tử tế, cũng là một cái điều để lại phúc đức cho con cái. Phúc đức tại mẫu đó, mẹ là rất là quan trọng. Thôi đứng đằng sau con, mình cũng không phải cố gắng giữ gìn sức khỏe của mình nhé, chứ không phải có cái gì cũng lại đóng thùng gửi vào Sài Gòn, lại bảo chở cúi về rừng nhịn ăn nhịn uống rồi cho các con, vì sợ rằng con nó còn phải cưu mang cả bố, cho nên nó khó khăn, rồi mình mà để yếu quá thì cũng khổ đấy. Cho nên là phải giữ gìn sức khỏe của bản thân, ăn uống tử tế, vì bây giờ mình có mỗi một mình nhé. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn chị đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Lạng Sơn. Alo. Alo, tôi nghe đấy. Vâng, câu hỏi của anh là gì đấy ạ? Tôi có quen cô bạn gái. Vâng. Và mỗi lần hai người mà có quan hệ tình dục nhau, tự nhiên là thấy cô ấy, một lúc sau thì khi mà đến thời điểm lên đỉnh ấy, thế là cô cơ bụng mà nó căng cứng, chân chuột rút, và cô cứ nằm im là bất tỉnh. Nhưng mà đâu, một lúc sau là kiểu hơn bóp chân bóp tay và ấy thì xoa bóp thì cô mới tỉnh được. Thì mỗi lần vậy khiếp, không dám quan hệ nữa. Vâng, anh rất là lo sợ, không biết là hiện tượng gì đúng không ạ? Không biết là cô ấy mắc bệnh gì và khiến cho mình khá là lo lắng và sợ. Chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn cho anh nhé. Chào bác sĩ ạ. Vâng, tôi chào anh. Tôi xin lỗi là